Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh News 24 giờ. Hà Thương rất vinh dự khi luôn được đồng hành cùng các bạn trong các bản tin hàng ngày. Và hôm nay có thông tin gì đáng chú ý mà không thể bỏ qua? Ngay bây giờ hãy cùng với mình cập nhật nhé. Đã tìm ra danh tính người đàn ông ôm hôn Rosé tại sự kiện tuần lễ thời trang Paris. Vừa qua thì cô nàng Rosé của Blackpink đã tham dự tuần lễ thời trang Paris. Cùng với đó thì rất nhiều video và hình ảnh của nữ idol được các fan chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội. Trong đó có một đoạn video cho thấy Rosé bị bao vây bởi các nhân viên và phóng viên tại buổi biểu diễn thời trang. Khi cô nói chuyện với các nhà báo, Rosé đã phát hiện ra một người nào đó bên phải của cô. Nữ idol ngay lập tức mừng rỡ khi nhìn thấy người đó và cô ấy đứng dậy khỏi chỗ mình ngồi để đến gần hơn với người này. Rosé và người đàn ông này đã chào hỏi nhau rất nồng nhiệt, người này còn hôn nhẹ lên má của cô nàng kèm theo một cái ôm ấm áp. Sau đó rất nhiều người tại sự kiện này đã yêu cầu hai người chụp ảnh cùng nhau. Cô nàng vui vẻ chấp nhận, cả hai trò chuyện rất thoải mái và vui vẻ, cho thấy rằng mối quan hệ của họ rất tốt đẹp và thân thiết. Thậm chí Rosé còn được nhìn thấy nhẹ nhàng nắm tay nam ngôi sao này và cười rất thân thiện. Được biết rằng người đàn ông trong video này là David Sim, một nhiếp ảnh gia mà Rosé từng làm việc trong quá khứ. Ông là một trong những nhiếp ảnh gia nổi tiếng nhất trong giới thời trang. Ông bắt đầu sự nghiệp của mình với tư cách là trợ lý nhiếp ảnh gia cùng với Robert Edman và Norman Watson. Chẳng bao lâu, ông làm trong... Một thời gian sau, ông làm nhiếp ảnh trong các tạp chí thời trang. David Sim cũng từng làm việc trong lĩnh vực quảng cáo, chụp ảnh cho các thương hiệu như YSL, Alexander McQueen, Balenciaga, Calvin Klein, v.v. Ngoài ra, ông ấy cũng có các cuộc triển lãm quốc tế cho tác phẩm của mình. Ông cũng từng có các tác phẩm được lưu trữ trong các bộ sưu tập lâu dài của bảo tàng Victoria và Albert ở London. Trong video được đăng tải lên, Rosé một lần nữa thể hiện một tình bạn khác cùng những người nổi tiếng hạng A của mình. Các bling trong nước và quốc tế đều nhiệt tình hưởng ứng cảnh quay và rất vui khi thấy nữ idol thoải mái với nhiều người thuộc nhiều tầng lớp khác nhau như vậy. Sau màn xuất hiện cực kỳ ấn tượng tại show diễn của Saint Laurent trong khuôn khổ tuần lễ thời trang Paris, cuối cùng Rosé cũng có mặt tại sân bay để trở về Hàn Quốc vào rạng sáng ngày 30 tháng 9. Xuất hiện tại sân bay, bông hồng nước Úc nhanh chóng thành tâm điểm của sự chú ý, thu hút mọi ống kính, máy ảnh. Trong loạt ảnh preview mờ nhòe của fan, cô nàng Rosé vẫn vô cùng xinh đẹp, với mái tóc dài nhuộm vàng được tết hờ, làn da trắng sáng, ánh mắt tươi tắn rạng rỡ bất chấp đang đeo khẩu trang kín mít. Chiếc váy tôn lên đôi chân dài, thon thả của giọng ca chính Blackpink. Lisa lên tiếng xin lỗi vì tranh cãi liên quan đến văn hóa người da đen trong MV Money. Không chỉ gây bão với MV La Lisa, cô nàng Lisa còn khiến dân mạng thích thú với video đặc biệt cho ca khúc Money. Cùng với giai điệu bắt tai, nữ idol còn cho thấy vũ đạo vô cùng mạnh mẽ và ngầu. Tuy nhiên, phần hình ảnh trong ca khúc này nhanh chóng nhận về phản hồi tiêu cực của một bộ phận cư dân mạng. Cụ thể, họ cho rằng Lisa đã xuất hiện với mái tóc bím hộp. Đây là một kiểu tóc chủ yếu phổ biến ở người châu Phi và cộng đồng châu Phi, cũng như là kiểu tóc khá đặc trưng của phụ nữ da màu. Kiểu tóc này là kiểu bảo vệ và là hình hộp, bao gồm các phần tóc hình vuông. Bím tóc hộp thường được cài bằng cách sử dụng tóc tổng hợp giúp tăng lên độ dày cũng như giúp tóc trông tự nhiên hơn. Nhiều người nhận xét rằng việc Lisa sử dụng kiểu tóc này được xem là hành vi chiếm đoạt văn hóa vì nó là một phần không thể thiếu của văn hóa người da đen, không phải là châu Á. Dù tết tóc cũng xuất hiện ở nhiều nền văn hóa khác nhau, nhưng việc này khiến nhiều người gốc Phi rất khó chịu và lên tiếng phê phán nữ idol. Nhiều cư dân mạng còn bày tỏ sự tức giận của mình và yêu cầu cô nàng nhanh chóng xin lỗi. Và mới đây, trong một buổi giao lưu trực tiếp với người hâm mộ, một bạn fan đã chia sẻ chuyện này cho Lisa biết, nhắc nhở cô nàng về tranh cãi, chiếm dụng văn hóa đang nổi lên trong cộng đồng. Dù là một vấn đề khá quan trọng, Lisa vẫn rất tập trung lắng nghe, thậm chí còn xin nhân viên kéo dài cuộc hội thoại của mình với người hâm mộ này lên tới tận 6 phút. Trong khi đó, thời lượng tối đa để nói chuyện với bạn fan này chỉ được 90 giây. Sau khi lắng nghe những chia sẻ của bạn fan này, nữ idol tỏ ra bối rối và lập tức xin lỗi. Mình không biết, mình không có ý gì xấu đâu, mình chỉ nghĩ là kiểu tóc đó thật sự rất ngầu, nhưng mình cảm thấy tệ quá vì sẽ khiến một số người bị tổn thương. Lisa thú nhận rằng bản thân không hề cố ý sử dụng kiểu tóc đó vì mục đích gì khác ngoài sự thích thú, đồng thời cũng không có ý công kích bất kỳ ai hay bất kỳ cộng đồng nào.
Thông qua đoạn video Funshine được tiết lộ trên mạng xã hội, người hâm mộ cảm thấy Lisa dường như rất xúc động và bối rối khi vô tình gây ra những tranh cãi không đáng có. Mặt khác, rất nhiều khán giả dành lời khen ngợi cho cô nàng về cách xử lý tình huống khi mà cô nàng đã dành thời gian để lắng nghe fan cũng như trực tiếp giải quyết rắc rối hiểu lầm thấu đáo mà không cần có sự hỗ trợ của công ty chủ quản. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video của Knews 24 giờ. Hãy chia sẻ cảm nhận bên dưới phần bình luận cho mình biết nhé. Và nhớ đừng quên nhấn đăng ký kênh và chuông thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ một tin tức mới nhất nào đến từ chúng mình nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại ở những bản tin tiếp theo.